Chào tất cả các bạn và tất cả mọi người nha. Hàng nhôm thì hôm nay đã về thêm số hàng nhôm về nha các bạn. Thì ở đây là một số hàng lá hộp mà gỗ nha các bạn. Nói chung đa số bên đây hàng về hàng màu gỗ nha các bạn. Lá hộp màu gỗ nè. Lá hộp trắng sữa. Ở đây thì cũng có như đây là cây trên dưới trắng sữa nha các bạn. Trên dưới lá gỗ nha các bạn, trên dưới gỗ. Đa số đây thì màu gỗ nha các bạn. Khung bao nè các bạn. Khung bao. Hàng thì đã về. Thế thì về thêm là phi 8 nha các bạn. Phi 8 thì ở đây có mấy cây nè, mà ở đây một số thì rất là nhiều nha các bạn. Phi 8. Cánh tiểu chén g bo nha các bạn, bo sữa. Còn nếu mà hàng gỗ nhiều là có 25-38 gỗ nữa các bạn, bo gỗ thì cũng nhiều. Đó là hàng gỗ này. Ở đây có cánh g tủ chén gỗ luôn các bạn. Đây là cánh trơn tủ áo màu gỗ. Hai 25 vuông gỗ các bạn. Ở đây thì có 2538 các bạn. 2538 trắng sữa. Chung là hàng ở đây về nhiều các bạn. Bạn mà đi làm mấy thợ mà ở khu vực Xuân Lộc, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai thì thiếu hàng nhớ ghé ủng hộ nha. Đây có 12-20 nè, 20 gỗ luôn. Đa số thì hàng gỗ nhiều lắm, có hàng trắng sữa nữa. Còn nếu mà hàng trắng sữa thì cũng có rất là nhiều các bạn. Đây nè, cây khung bao nè. Khung bao trắng sữa. Đây cũng là khung bao nè. Đây, mặt cắt của cây khung bao. Cây còn hệ vách thì có nè. Đứng hở các bạn. Đứng hở. Mà đây nữa bạn, 2G các bạn, hợp 2G, 1G, 1G đây bạn thấy không, đó, 1G, tóm lại là hơi cao, các bạn, đó, 1G là hệ vách nha các bạn, đứng hở, còn cửa đi trắng sữa thì, thì đây là cây trên dưới trắng sữa nha các bạn. Đây là nguyên một lốc luôn, cây trên dưới trắng sữa nha các bạn. Đây là đố giữa nè các bạn ha, mặt cắt của nó nè. Đây là cây đứng trơn trắng sữa nha các bạn, đứng trơn đứng móc rồi đầy đủ các bạn. Còn hệ cửa sổ lùa nha các bạn. Hệ cửa sổ lùa nè. Cái bánh xe nè. Và đây là cây khung bao nha các bạn. À, khung bao nè. À, đây là máng trên nha các bạn. Máng trên cửa sổ lùa. Máng trên máng dưới đầy đủ nha các bạn. Đó. Đây nè, nó hơi chặt nha các bạn, hơi tối nha. Đó, đầy đủ hàng đã về nha các bạn. Chung và cũng có nhôm sinh pha nha các bạn. Nhôm sinh pha thì do hàng nó hơi hơi chậm nên là các bạn cứ đặt đi là có hàng thôi.
hàng nó do tình hình dịch vừa rồi á, nên là sản xuất ít hàng lắm, nhà máy cung cấp ít hàng. Nhưng mà bạn nào mà là làm cửa nhôm, thợ cửa nhôm đồ xuống khu vực huyện Xuân Lộc đó các bạn, thì nhớ ghé ủng hộ mình, thiếu hàng thiếu đồ thì nhớ ghé ủng hộ mình nha các bạn, mình để giá tốt nhất cho anh em nè bạn. Và đây đó, cái màu cũng đây là cây bo mà màu xin pha nè bạn thấy không, màu xanh xăm ghi, hàng này hàng dày, tấm này hàng dày lắm, là màu xăm ghi là hàng dày không. Và đây là phụ kiện cũng đã về các bạn, đây nè, đó ổ khóa thường và ổ khóa tròn tốt nha các bạn, khóa neo. Còn kia là keo các bạn thấy không, keo cũng đã về. Và để mình quay một số phụ kiện cho các bạn xem nha, đây là lề sửa nha các bạn, cò khóa nè các bạn thấy không, cò khóa thêm cây cánh nhỏ. Và đây là ốc vít nha các bạn, ốc vít nè, ốc đuôi cá đều giờ tan dù, ốc đuôi cá tan lã đầy đủ các bạn. Rồi đó, đây là sơn, sơn xịt nha các bạn, sơn xịt thì dành cho anh em nào làm cửa sắt đó, mà sơn nhũ bạc, đây sơn nhũ bạc các bạn, sơn xịt nhũ bạc nè, để xịt theo cái mối hàng cho nó tương đẹp nha các bạn. Và mình cũng có bán thêm các phụ kiện linh tinh như là đầu băng vít nè, đầu băng tôn nè. Kìm, que hàng cho anh em làm thợ hàng sắt nha các bạn. Thước đo đầy đủ nha các bạn. Thước đo nè bạn. Nói chung là bữa nay mình đã lấy hàng đã về nhiều, rất là nhiều các bạn. Đây có bánh xe ghế lùa nè, bên kia sẽ sổ cái sổ lùa. Đây có mũi khoan đa năng nữa các bạn, đây khoan đa năng, đang khoan tháp, đang phải khoan đa năng. Đầu bắn rất lợi các bạn. Lề cửa nhôm luôn, tùy theo vằn, bên kia vằn khác hay bên này vằn khác. Và một số đi về cũng rất nhiều các bạn, đây nè, đi về nhập số nè. Để đây cửa, đây là khóa sò cửa sổ lùa nha các bạn. Đây là một số hàng đã về, mình đã chắc vô các bạn, băng keo cho các bạn dán hồ cá, nơi tóm lại làm hồ. Và đây là một số phụ kiện bên của ngành do làm tủ các bạn, ke nè, bát quan thờ, ke 25 vuông, ke 25 vuông làm hộc bếp. Đây các loại, đây bánh xe tủ, ở trong đây nè các bạn, này để mình, và trong đây là ống nước các bạn, ống nước để nhét cánh cửa tủ chén các bạn. Đây loa dán, loa gài, thêm một số phụ kiện như là bánh xe treo cửa đi nha các bạn, cửa đi lùa nha các bạn.
Đây là keo sữa nha các bạn, ron nhét cửa, kê cánh tủ áo các bạn, keo Apollo nha các bạn. Tóm lại keo loại rẻ cũng có, loại Apollo cũng có. Và đây là các phụ kiện nè, đây là đinh IV nè, lông nheo nè, keo luôn các bạn. Nên thì mình về nhập hàng về đầy đủ. Nếu mà anh em có thiếu hàng nhớ ghé ủng hộ, chỗ mình là đường số 14 nha các bạn, gần trường học Mạc Đĩnh Chi, tiểu học Mạc Đĩnh Chi các bạn. Đây là bánh xe đơn nè, bánh xe chiếc nè, cái này làm tủ nè các bạn, khoan này, mũi khoan này, mũi khoan đa năng đầy đủ, khóa các loại các bạn, khóa khóa này, khóa khóa tủ các bạn, khóa cốp, khóa tủ. Đá mài, đá cắt cho anh em làm cửa sắt các bạn. Chốt, chốt này là làm cửa đi mà cửa toilet các bạn, để bỏ vô khỏi gần xài khóa, tùy theo các bạn xài thôi. Là các phụ kiện nói chung là đầy đủ. Và mình cũng kết thúc video tại đây nha các bạn. Xem và nhớ like video, đăng ký giúp mình có động lực làm nhiều video tốt hơn nha. Và anh em ở khu vực huyện Xuân Lộc rồi thì cần hàng nhôm kiến mà thiếu thì nhớ ghé mình ủng hộ mình nha. Mình sẽ để giá tốt nhất cho anh em nha. Rồi tạm biệt tất cả các bạn và tất cả mọi người nha. Tạm biệt.